Những chiếc xe bồn chở bê tông, nhiên liệu hóa lỏng, khí lỏng, thức ăn chăn nuôi, hóa chất hoặc là bồn trộn bê tông di chuyển nghênh ngang trên đường đang là nỗi bất an của rất nhiều người điều khiển phương tiện khi chạy sát bên. Trong thời gian vừa qua đã có rất nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này. Vụ tai nạn thảm khốc tại Lai Châu vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 13 người, hay là vụ tai nạn khiến cho xe bồn chở xăng phát nổ làm hỏng cả cây cầu Ngòi Thủ. Một lần nữa cho thấy sự khốc liệt khi loại xe hung thần này gây ra. Quy định cấm loại phương tiện này di chuyển trong nội đô đã có, thế nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Cho đến thời điểm này, những người chứng kiến vụ tai nạn thảm khốc khiến 13 người chết vẫn chưa hết bàng hoàng. Một chiếc xe mất lái, di chuyển với vận tốc hơn 100 km/h, cõng trên lưng hàng tấn. Dễ hiểu, khi va chạm thì hệ quả là không thể tưởng tượng. Đi qua cầu thì tôi phát hiện là một xe trắng từ trên xuống, là cái xe đó là đi ngược chiều với tôi, là tôi thấy đi loạn choạng, là đi không bình thường, thế tôi sợ quá, tôi nghi ngay là xe mất phanh hoặc là mất lái, thế tôi chủ động là tôi đưa xe máy lên vỉa hè, rồi tôi chưa kịp chống xe xuống, chưa dựng xe kịp ấy, thì cái xe đó đã lao qua ở bên cạnh tôi, rồi là nghe thấy tiếng nổ rất là to. Tôi quay lại nhìn thì thấy khói bụi mù lên, là cái xe đó đã đâm vào cái giải phân cách, băng qua cái đường bên kia, xong là bay qua suối. Còn đây là hình ảnh tan hoang buộc phải cấm đường qua cầu Ngòi Thủ sau sự cố xe bồn chở xăng mất lái lao xuống và nổ như bom kèm một nhiệt lực lớn. Lớn tới mức cả một cây cầu kiên cố cũng phải oằn mình, chứ chưa nói đến lực lượng cứu hộ, phòng cháy chữa cháy đành bất lực nhìn lửa thiêu rụi cả xe lẫn cầu. Chiếc xe chở nó bùng cháy to quá thì lực lượng cứu hộ tất cả không ai có thể là tiếp cận được đến phương tiện bị tai nạn, nên là gây ra cái vụ cháy nó sát với cả kết cấu cầu đường quá, mà trong cái đó phải chờ đến 2 ngày hôm sau bọn tôi mới vào để mà đưa xe ra được. Đây là cái vụ tai nạn đầu tiên mà gây cái nguy hiểm thiệt hại rất là lớn, vì nó làm dẫn đến là phải cấm đường. Thì đây là cái vụ tai nạn mà từ trước đến giờ thì đúng là rất là gây thiệt hại cho công tác vận hành trên tuyến và cái sự ảnh hưởng đến sự đi lại của người dân. Hung thần di động, bom nổ chậm là những gì người dân có thể nói về loại hình vận tải chuyên biệt này khi di chuyển trên đường phố. Bởi chỉ cần một sự cố chủ quan hay kỹ thuật hoặc va chạm thì hậu quả dẫn đến sẽ rất khó lường, đặc biệt trong khu vực đông dân cư đô thị. Quy định thì đã có, thế nhưng rất dễ để gặp những loại xe bồn ngang nhiên bất chấp di chuyển cho kịp tiến độ và sẵn sàng bất chấp phạm luật. Và đang đặc thù hoạt động của cái loại phương tiện này trên những cái công trường xây dựng, thành thử là nó bị ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng phương tiện, bụi rồi thì bẩn thỉu, độ ô nhiễm môi trường làm cho cái chất lượng phương tiện này không tốt, người lái xe cũng không thường xuyên kiểm tra. Đó. Thành thử là khi vận hành, đặc biệt chạy trên những tuyến đường miền núi hoặc trong đô thị đó, thì rất dễ xảy ra những cái vụ tai nạn đáng tiếc. Công tác quản lý đối với các loại xe này người ta cũng quy định rất rõ ràng, chứ không phải là cứ tùy tiện được. Nhưng đáng tiếc là các cơ quan chức năng chúng ta chưa làm đến nơi đến chốn. Quy định lỏng lẻo, lái xe bất chấp để vi phạm, trong khi lực lượng chức năng lại quá mỏng. Và mỗi khi xe bồn di chuyển thì cụm từ hung thần giao thông vẫn luôn ẩn hiện.